đây là cái lưng quần và đây là cái rốn. Vậy thì trên cái lưng này quay đằng sau cũng trên cái lưng quần. À, đây là cái rốn, đối diện đối xứng với cái rốn này. Đối xứng với rốn này. Nè. Đối xứng với cái rốn này. Thế đây là mạch môn. Đây là mạch môn. Thì cái mạch môn này đó, mạch môn là ngay chỗ lõm nhất mà đối diện với cái rốn, đây là mạch môn. Đó, mạch môn. Bây giờ nằm ngửa. Cái bài này có hai cách. Các bạn có hai cách. Hai cách hai công dụng khác nhau. Chúng ta phải nhớ cái bài này. Nhớ kỹ cái bài này nha. Tập thở mạch môn. Tức là cái này là mình ba băng nha. Cách thứ nhất ạ. Tay dương. Bây giờ nhắc lại tay dương là cái gì? Tay dương là nam tay trái, nữ tay phải. Nam tay trái, nữ tay phải. Để ở đan điền thần. Hai, ở tay âm. Cũng là một bài. Tay âm khi hại. Tay âm á thì ngược lại. Nam tay phải, nữ tay trái. Để tại đan điền tình. Đan điền tình. Rồi bây giờ ông này là nam hay nữ? Nam ạ. Bây giờ ông bóng mình sao đây? Bóng thì có cách làm cho bóng. Nam tay phải. Ở đâu? Trái trên. Tay phải. Tay trái. Nữ ở đâu? Nữ. Nam. Nhá. Bây giờ nè, đan điền thần để đứng chung đúng chưa? Tìm cái giao điểm xuất ốc để giữa lòng bàn tay này, để giữa lòng bàn tay để vào đây. Rồi hạ này xuống, cái vai hạ xuống, cái này để dưới rốn, rồi cái này hạ xuống, rồi cuốn lưỡi ngậm miệng, rồi nhắm mắt. Thứ nhất vẫn phải theo dõi phòng xeo. Thứ nhất là quán thức. Phòng xẹp, chứ không bắt phòng xẹp, chỉ quán tức là theo dõi hơi thở. Tự nhiên bụng phòng xẹp, mình đã bắt được chưa? Tức là mình đã quán được chưa? Tức là quan sát được chưa? Vậy thì nhìn vào sách là sao quan sát? Nhìn vào đây nè, quan sát ở đây nè. Nhìn vào sách sao quan sát? Mình làm thầy mà đi trước bảo bệnh nhân cũng không cái gì, cứ mở sách ra, coi 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 được chưa? Quan sát đây nè, xem bệnh nhân là đúng được không? Quan sát à, quan sát chỉ có mắt thôi chứ đâu có cần phải bút. Đó, mình quan sát thôi. Phương pháp thì hay để ghi lại cho vui. Cái này thực hành. Thả lỏng thôi, không có chủ động. Đấy, ông chủ động hít thở là sai rồi. Đấy, phải nhìn được quan sát à. Tức là bệnh nhân làm sai rồi. Thành đâu phải thấy là tốt. Hơi thở phải tự nhiên, hơi thở phòng xe tự nhiên. Còn này là ông cố tình hít thở chưa rồi. Mặt nó căng, mặt cái đầu cổ căng cứng rồi. Đấy, căng cứng rồi, thấy chưa? Thả lỏng tự nhiên như ngủ. Đấy, thành lâu lâu phải lắc cái đầu coi như ngủ đó, kệ nó.
chỉ có nghe thôi, nghe các bộ phận sạc thôi. Còn mình cố tình gồng, cố tình sạc là nó cứng rồi. Anh phải coi đây nè, xem đúng hay sai. Đó, sai đó, vẫn sai, sai chỗ nào phải không? Nghe nè, phòng sạc không tự nhiên phòng lên thường giữ lâu quá, sạc giữ lâu quá, tức là cố tình cài nó rồi. Còn phòng sạc như đứa trẻ ngủ tự nhiên, nó cứ phòng sạc tự nhiên. Còn này đó, ông này, phòng lên rồi ông chờ, rồi xe xuống chờ. Vì thế mình phải cần quan sát, chứ mình vứt tay đâu có thấy. Nhưng mà đây nè, chưa được, ông giữ chưa được, thả lắm rồi như ngủ, thả lắm rồi như ngủ. Tí khi lên mà cứ giữ là chứng tỏ là có chủ ý trong đó rồi, thả lắm như ngủ. Cái khó là còn là quán á, quán đức thả lắm. Khi mà quán được thì mới sổ thức được. Thay vì nó lên tự nhiên, phòng, có cái giả tóc trớn này, không như xè, tức là có sức rồi, chỉ có tự nhiên này, phòng, xè. Đó, đúng rồi đó, tức là lên mỏng giữ đó, phòng, xè. Đó, đúng rồi đó, thế này đúng là, phòng, xè. Đó, khi nào quán tức được thì bắt được cái sổ tức, còn không được thì không có sổ tức. Thế nên mình phải coi phòng sạc, phòng sạc và bắt đầu đến là sổ tức này, sạc một, chỉ đến sạc thôi nha. Sẹp 2. Đó, quý vị thấy bây giờ cái bụng á, cái sức thở nó cao rất rõ ràng không? Thấy không? Sẹp 3. Sẹp 4. Sẹp 5. Đấy, bây giờ quán tức sổ tức. Cái bài này khó hơn chút xíu nè. Cái sổ là đúng rồi đó, nhưng mà khó hơn chút xíu nè. Cái sổ tức là mình đếm là mình sạc đó. Thì cái này là sổ tức là lúc nào? Là lúc sạc cái gì? Là lúc sạc. Sổ tức là lúc sạc. Lúc sạc thì bây giờ khó nè. Gợi ý từ khí hải sang mặt ngon. Đây, cái này khó nè. Đây, tôi mới chỉ cho nè. Cái tay của tôi đó, để cho bệnh nhân biết, tôi mới đưa vào cái huyệt mạch môn này. Đó, đưa huyệt mạch môn đó. Mỗi cái bệnh nhân tập trung được xong á, thì mỗi một hơi thở ông xẹp xuống á, là khí ở cái tay này nè, nó chạy vào tay tôi, tay tôi nóng lên. Mà mỗi lần chạy như vậy bụng cũng sôi lên. Thì này, sang mạch môn. Đó, tức là khí này xuống mạch môn này. Sang mạch môn. Đó, tự nhiên khí ở dưới tay tôi nó sẽ chạy lần lần. Và nếu chân họ lạnh, tự nhiên khí tự động ở mạch môn nó chạy xuống chân. Nếu đầu họ mà thần kinh thiếu, tự nhiên nó chạy lên đầu, nó chạy vào cuộc sống á. Một là chạy chân, hai chạy lên đầu. Ba nữa đó, nó không chạy đâu vì đầu chân đủ, nó chạy chữa được cái bao tử, chữa được cái gan, chữa được cái thận. Đó, thành giữ cái tay này. Nếu bệnh nhân tập đúng á, thì khí ở cái tay mình này, nó ở cái tay mình này, mới được nó tỏa ra đây, sau đó rút về.
tỏa ra đây, nó rút về, từ từ nó tỏa ra đây, thế nó chạy sang đây, sang từ nó tỏa xuống, nó sẽ chạy lại từ xuống chân. Thì nếu xuống chân á thì lát để ý cứ nhiều lần như vậy, các con chân á nó đang nằm thế này, tự nhiên nó nhúc như thế này, tức là khí nó chạy, nó chữa từng đường kinh một, cái chân là đó, lát nó nhúc như thế này, nhúc như thế này, nó xong rồi nó đi lên tới não. Cái bài này bài gọi là hoàn tinh bổ não, tức là tăng cường trí nhớ. Bài này chữa được bệnh đi tiểu đêm, thận hư, tai điếc. Bài này rất là hay. Là mệnh môn này á, là mệnh môn là cửa để giữ bản mệnh mình sống được lâu. Mà muốn sống lâu á thì khí phải chuyển sang mệnh môn. Như vậy là tinh này hóa khí để được gọi là hoàn tinh xuống cái mệnh môn, đi lên núi não, bổ não. Ai biết lúc nào cũng tốt. Tuổi thọ thì nó tăng, lương thì nó nóng mà ấm, không phải đi tiểu đêm, không bị prostat. Cái bài này thành ra mỗi lần đó, nó xuống. Cái bài này chữa bệnh nhức đau, nhức xương, nóng trong xương, tại vì chữa thận mà, thận nhiệt mà. Đó, cuối cùng lên trên đầu, mặt vẫn hồng hào như thường, đó là khí công. Khí công là mặt lúc nào tập bài nào cũng hồng hết á, mặt rất là thoải mái. Tại sao mình phải để tay vào đây, hoặc nếu mình không để tay đó, tối đi ngủ mình dán miếng cao ngay cái mệnh môn để mình thở ra, mình thấy ổ nó nóng, cái cao nó nóng là làm gì, nó giữ ý mình ở đó. Vậy ý ở đâu thì khí ở đó. Vậy thì ý thì mình cứ ở mệnh môn thì khí hết sẽ dồn lên mệnh môn, và từ mệnh môn nó tỏa ra chữa được tất cả các bệnh. Đấy các bạn này gọi là tập thở mệnh môn. Thế nếu mà chưa tập thở thì ông giúp cho bà giúp ông để cái này vào đây, nghe nóng tay chưa, thế thôi. Nếu không giúp được á, đi mua cái tẩm phong mát á, để vào dưới mệnh môn, lát giúp ra, thấy trước khi tập á, đưa tay nhét lên nè, để coi nhiệt độ A, 30 độ, nhét lên trước khi tập nó nóng mệnh môn lên, đưa ra 37 độ là tốt rồi. Nhưng mà thiệt sự á, lúc đó đâu có ra 37 độ, lúc đó ông đi thăng rồi, lúc đó ông ngủ mất rồi. Ngày mai nhìn thấy zero tốt rồi. Vì máy nó ngưng ở đâu có chạy ra đâu. Bài này cũng là bài ngủ ngon. Bài này chữa được bệnh thận, đau nhức xương cốt, mất trí nhớ, hạ áp huyết. Áp huyết lúc nào 120. Áp huyết lúc nào 120 thành cái tập cái bài này. Không mệt mỏi. Tại vì cái này là tăng cường cho pin nó mạnh lên.